showroom của Khanh Công Khanh tại thành phố Hồ Chí Minh sạch bách siêu xe. Những chiếc siêu xe trị giá hàng chục tỷ đồng bên trong showroom Car Super, đường Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh của Phan Công Khanh đã được dọn sạch sẽ. Trưa ngày 11 tháng 7, toàn bộ siêu xe trong showroom Car Super của Phan Công Khanh tại số 6 đường Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã được chuyển đi nơi khác. Bên hông showroom chỉ có một chiếc xe 7 chỗ hiệu Kia đậu lại. Một vài nam nhân viên của showroom trông coi cửa hàng. Nhiều siêu xe trưng bày trong showroom đã được vận chuyển đi vào chiều ngày 10 tháng 7. Như vậy, sau 2 ngày vận chuyển, toàn bộ siêu xe bên trong cửa hàng của Phan Công Khanh đã được chuyển về nơi khác. Phan Công Khanh bước vào mảng kinh doanh xe hơi vào năm 2017 và chiếc siêu xe đầu tiên anh ta sở hữu là Audi R8 đời 2009. Khanh là người đại diện pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Car Super, thành lập ngày 7 tháng 1 năm 2020, địa chỉ tại 44 đường số 21, khu dân cư Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Car Super có ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn ô tô và xe có động cơ khác, đại lý ô tô và xe có động cơ khác. Vốn điều lệ của công ty này tính đến thời điểm hiện tại là 50 tỷ đồng. Trong đó, Phan Công Khanh góp 25 tỷ đồng và một người tên Huỳnh Xuân Vấn góp 25 tỷ đồng. Mới đây, Phan Công Khanh và Mohammad Jaffa, 27 tuổi, quê An Giang, cộng tác viên kinh doanh của Khanh, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cảnh sát, Khanh và Pha bị bắt giữ liên quan đến đơn tố giác tội phạm của chị LTNH, 32 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức. Chị H tố cáo rằng, chị mua siêu xe McLaren biển kiểm soát 51F821XX với giá 10 tỷ đồng. Thông qua mối quan hệ xã hội, chị H biết Khanh nên nhờ bán dùm chiếc ô tô. Đầu tháng 3 năm 2023, Khanh nói với chị H, nếu muốn bán thì đem xe qua showroom của Khanh vì có khách muốn mua. Chiều ngày 9 tháng 3, Khanh gọi nhân viên đến nhà chị H, lấy ô tô chạy về showroom Car Super của Khanh để bán. Lúc này, chị H giao xe mà không giao giấy tờ xe cho Khanh. Ngày 23 tháng 5, Khanh cần tiền trả nợ và chuộc chiếc Mercedes G63 đã cầm cố nên nói dối, bảo chị H đưa giấy tờ ô tô để khách xem, nhưng thực tế không có khách mua. Mục đích của Khanh là lấy bản chính giấy tờ xe để có thể cầm cố vay tiền. Vì tin lời Khanh, chị H đưa giấy tờ xe trên cho Khanh. Phan Công Khanh đưa chiếc xe sang cùng toàn bộ giấy tờ cho Mohammad Jaffa để đem cầm cho Đặng Minh Huy, 32 tuổi, ngụ quận Bình Tân, lấy 2 tỷ đồng. Lãi suất cầm cố là 2% trên tháng, thời hạn 1 tháng. Sau đó, chị H liên tục nhắn tin yêu cầu Khanh trả lại giấy tờ cùng siêu xe nhưng Khanh không trả lời. Nạn nhân đến showroom Car Super của Khanh tìm hiểu thì được biết Khanh đang thiếu nợ rất nhiều. Do đó, chị làm đơn tố cáo đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh. Công an xác định và biết rõ Khanh nói dối nhưng vẫn làm theo. Ngày 8 tháng 7, Mohammad Jaffa ra đầu thú, còn Khanh cũng bị tạm giữ. Tại cơ quan điều tra, Phạm Công Khanh và Mohammad Jaffa đã khai nhận hành vi phạm tội. Tăng vật vụ án và giấy tờ xe có liên quan đã được công an thu giữ.